Goodyear Auto Care là mô hình trung tâm chăm sóc ô tô hiện đại chuyên nghiệp rất thành công, đang được áp dụng mở rộng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Goodyear Auto Care đầu tiên được khai trương vào năm 2012, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ của Goodyear nhằm đem đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc ô tô chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Được xây dựng theo mô hình trung tâm chăm sóc ô tô hiện đại, Goodyear Auto Care được trang bị cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại cùng các dịch vụ phong phú, hứa hẹn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với cửa hàng truyền thống gồm 4 khu vực chính. Khu vực tiếp tân sẽ là nơi tiếp nhận dịch vụ, tiếp nhận yêu cầu của khách, báo giá và thanh toán các dịch vụ. Đặc biệt, khác với các mô hình chăm sóc xe truyền thống, khi đến với Goodyear Auto Care, khách hàng không phải lo lắng về giá cả vì tất cả đều được niêm yết rõ ràng và cố định. Khu vực phòng chờ được thiết kế hiện đại với màn hình LCD, dàn âm thanh và hệ thống Wi-Fi làm cho thời gian chờ đợi của khách hàng trở nên thú vị hơn. Khách hàng có thể vừa lướt web, làm việc qua email, vừa giải trí xem phim, nghe nhạc và vừa theo dõi từng công đoạn chi tiết chăm sóc xe của mình qua hệ thống camera được lắp đặt tại khu vực dịch vụ. Khu vực trưng bày được thiết kế một cách khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, quan sát, lựa chọn các sản phẩm ưng ý cho xe cưng của mình một cách dễ dàng. Khu vực xưởng dịch vụ được trang bị những thiết bị cần thiết như máy ra vào lốp, cầu nâng và những thiết bị khác nhằm phục vụ tốt hơn cho việc bảo dưỡng thay lốp xe, cân mâm, bấm chì, thay dầu nhớt, bình điện và các dịch vụ về phụ tùng ô tô khác. Đặc biệt, khi đến Goodyear Auto Care, khách hàng sẽ được kiểm tra sức khỏe xe miễn phí thông qua các bước kiểm tra chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên, giúp khách hàng thuận lợi kiểm soát và nhận biết những hư hỏng của xe nhằm theo dõi và sửa chữa kịp thời để luôn có một hành trình an toàn. Tôi thấy cái dịch vụ ở đây thì khá tốt, nhân viên thì nhiệt tình với khách. Trong quá trình nếu mà tôi không biết gì về kỹ thuật thì nhân viên tư vấn cho tôi rất nhiệt tình. Lúc trước thì khi mà tôi chưa có biết Auto Care Giao Hòa thì tôi có đi đến một số chỗ khác để mà làm thay vỏ hoặc là thay nhớt hay là một số thứ khác. Thì tôi cảm thấy là nếu mà thay ở một chỗ mà không có cái hệ thống mà máy móc như thế này thì họ sẽ làm bằng tay thủ công. Và tôi để ý thì khi mà thay thủ công thì nó sẽ không có hiệu quả. Khi mà đến chỗ Auto Care Giao Hòa này thì tôi thấy máy móc ở đây thì khá tin tưởng và làm tôi thấy vừa ý. Ngoài ra thì tôi thấy là ở chỗ Auto Care Giao Hòa còn có sẵn những cái lớp để mà mình có thể lựa chọn. Về cái dịch vụ mà ở trong chỗ Giao Hòa này thì tôi thấy là nếu mà tôi muốn làm việc á, thì tôi có thể là vô trong phòng ngồi chờ này và tôi vẫn có thể làm việc. Bên cạnh đó tôi có thể quan sát được nhân viên làm mà không cần phải đi ra ngoài, có nghĩa là thông qua cái hệ thống camera như thế này thì đó cũng là một cái thuận lợi cho tôi. Từ khi ngày mà biết tới Auto Đức Minh này thì mình rất là tuyệt vời, mình là an tâm. Thứ nhất là về cái cơ sở vật chất ở đây rất là tuyệt vời. Thứ hai là lốp và là những dòng lốp ở đây á, thì là được bảo hành, mình rất là an tâm. Những cái đội ngũ nhân viên ở đây làm rất là tay nghề rất là cao. Có thể nói đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cùng các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại của Goodyear Auto Care luôn đem đến cho khách hàng sự an tâm về chất lượng dịch vụ. Với mô hình phục vụ chuyên nghiệp này, Goodyear Auto Care hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của khách hàng trong thời gian tới.